Thưa quý vị, nếu như đây sử dụng iPhone mà chúng ta muốn chuyển sang một điện thoại Android như là Samsung thì chắc chắn là một trong những vấn đề mà chúng ta phải quan tâm trước hết là làm sao để chuyển dữ liệu qua lại giữa hai điện thoại khác hệ điều hành với một công cụ là Smart Switch, việc chuyển đổi này sẽ hết sức dễ dàng Chuyên mục thủ tục công nghệ kỳ này sẽ giúp cho quý vị tìm hiểu cách sử dụng Smart Switch để chúng ta chuyển đổi quý vị nha Smart Switch Mobile là phần mềm tiếp dữ liệu từ iPhone, Android sang một máy Android khác nó có thể chép được cả tin nhắn, hình ảnh, danh bạ, lịch, nhạc phim, nhạc hay là phim quý vị nhé Mật khẩu wifi, cả ghi chú, cả lịch sử cuộc gọi Và kể cả các báo thức mà chúng ta đã thiết lập trên máy cũ Wow, phần mềm này có tốc độ chép dữ liệu rất nhanh và làm việc rất là hiệu quả Thậm chí là trên iPhone chúng ta không cần cài thêm một phần mềm gì cả Chỉ cần cắm cáp là có thể chép được Còn nếu chúng ta chép giữa hai máy Android thì không cần dây luôn thưa quý vị Nhưng chúng ta phải cài chung một phần mềm Quý vị có thể tải phần mềm Smartwatch Mobile từ kho Google Apps và app này do Samsung phát triển, có sẵn trên Play Store nhưng hơi kém những máy không phải của Samsung. Quý vị cần chuẩn bị hai thứ là cáp Lightning, tức là cáp sạc của iPhone và cáp USB OGG của dòng Android. Quý vị cần phải mua thêm nếu chúng ta không có sẵn nha. Và việc chúng ta cần làm đó là cắm hai sợi cáp này lại với nhau và kết nối với điện thoại như thế này đây. Khi cắm vào thì trên Android sẽ tự động nhận diện có một thiết bị đang kết nối với máy chúng ta hãy chọn là Smart Switch để thực hiện việc chép dữ liệu sang. Trong khi đó trên iPhone chúng ta sẽ nhấn nút là Trust ở cửa sổ hiện ra để hai máy có thể giao tiếp với nhau. Và từ đây thì máy Android sẽ tiến hành quét toàn bộ dữ liệu có trong iPhone. Dữ liệu trong iPhone càng nhiều thì Android quét hơi lâu một tí, mất vài phút. Sau khi quét xong thì máy Android sẽ liệt kê những thứ mà chúng ta có thể chép sang. Và chúng ta có thể phân chúng thành từng mục nhỏ như là danh bạ riêng, lịch, tin nhắn, phim ảnh. Nếu quý vị muốn chép mục nào thì chúng ta chỉ cần tích chọn vào mục đó sau đó là những Import để bắt đầu copy. Do phần copy qua cáp nên tốc độ chép file rất nhanh và ổn định. Và bên cạnh hệ điều hành iOS thì chúng ta muốn chuyển đổi dữ liệu qua lại giữa hai điện thoại Android, vẫn có thể dùng Switch Và do đây là app chung của Samsung nên trong những dòng máy mới nhất thì Samsung cũng đã cài đặt sẵn ứng dụng này để chúng ta tiện sử dụng, chẳng hạn như là trên Galaxy S8 dòng điện thoại trong nước.